Minh và Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Được Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều các tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp vinh hĩnh, trúng số bất ngờ, đổi đời ngoạn mục, giàu có hơn người. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tuần vàng hốt bạc tháng 8 âm lịch 2024, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, thần Phật độ mệnh, dần hạn tiêu tan, thoát kiếp bần hàn, đổi đời giàu sang, tiền vàng nhét nước két. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 thân mến, cuộc đời của một con người có thể đã được định sẵn từ trước, nó được gọi là tính bất biến của định mệnh. Ví như Kỷ Mùi không chọn được giới tính khi sinh ra, cũng không thể chọn tháng sinh phụ mẫu hoặc huynh đệ tỷ muội, không chọn được đất nước bạn sinh sống hay quốc tịch. Tuổi Kỷ Mùi phải mang tất cả những thứ tưởng chừng ngẫu nhiên đấy lại là sự định trước của số phận đường đời, vì Kỷ Mùi không có quyền lựa chọn nên nó là định mệnh. Số mệnh lại là một thứ có khả năng biến đổi, Kỷ Mùi có quyền lựa chọn, có khả năng thay đổi, có khả năng đi theo những gì mình mong mỏi. Ví như gia cảnh không giàu có, Kỷ Mùi có thể chọn chăm chỉ, cần cù để nỗ lực đi lên, mong một cơ hội đổi đời giàu sang. Khi tình cảm không nồng thắm, Kỷ Mùi có thể lựa chọn bao dung bạn đời hoặc thay tâm đổi tính để bình hòa bên nhau, nên không có chuyện định trước sẽ nghèo, cũng không có chuyện định trước sẽ cô lập, khổ đau. Tất cả đều là sự lựa chọn của bản thân trước những ngã rẽ hay biến cố của cuộc đời. Nếu suốt cả cuộc đời của Kỷ Mùi tìm mãi chưa thấy sự giàu đâu, cũng bởi ba điều kiêng kỵ dưới đây và trong tháng 8 âm lịch này. Tuổi Kỷ Mùi lưu ý được ba điều này thì cũng đồng nghĩa với việc cải giận, thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, mua nhà, tậu xe. Và đặc biệt, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 nhờ tính cách chịu thương, chịu khó, giản dị, tiết kiệm mà người yêu, kẻ mến, quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn, phúc lộc các tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai, có nhà cao, cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Vậy, hãy cùng xem diễn biến vận trình tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý anh chị tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 thân mến, Kỷ Mùi sẽ không biết mình mạnh mẽ đến thế nào cho đến thời điểm trở nên kiên cường, là lựa chọn duy nhất mà Kỷ Mùi có đều muốn thực hiện. Vậy đừng bỏ cuộc khi chưa đạt được nó, có bao nhiêu tiêu cực, bao hơi thở của sự u sầu cứ hít vào rồi thở ra trả lại cho vũ trụ bao la. Kỷ Mùi tả được, Kỷ Mùi cần làm, nên làm là chữa lành cho những mảng tinh thần đã và đang dở dụng ra của chính Kỷ Mùi, chứ không phải quan tâm thêm về thế giới phía bên ngoài. Không nhiều người sẽ hiểu cuộc hành trình nhân sinh của Kỷ Mùi, nhưng Kỷ Mùi sinh ra là để sống cuộc đời của mình, trải nghiệm mọi khía cạnh buồn vui chứ không sinh ra để cần người khác hiểu. Thế nhưng không quan tâm đến Kỷ Mùi, còn mình thì có, nên mình mong Kỷ Mùi một người xa lạ đang vất vả ngược xuôi sẽ sớm được yên bình. Cố lên nhé Kỷ Mùi, cho đáng những tháng ngày Kỷ Mùi đã bền lòng, bền trí, vững dạ, kiên tâm, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Và một ngày nào đó khi thức dậy, Kỷ Mùi sẽ không còn quơ tay lấy điện thoại, sẽ không còn hối hả ra ngoài tìm kiếm sự bình yên, sẽ không còn thở dài, chán nản cho những gì mình đã trải tâm can. Kỷ Mùi sẽ chỉ thấy sự tĩnh của tâm linh, sự lặng của tâm tình, sự đạm nhiên của tâm hồn đến từ trong chính con người bạn, chứ không phải từ thế giới bên ngoài hay những người xung quanh. Một ngày nào đó, Kỷ Mùi sẽ bình thản nhìn lại những gì mình đã trải, dù đau, dù buồn, dù vui, dù cười, dù khóc lóc hay hoan ca, cũng chỉ là muôn vạn nhiều màu của nhân sinh, là một thoáng vận hành của nhân quả. Cái Kỷ Mùi mất chính là cái Kỷ Mùi không nên được, cái Kỷ Mùi được
dù tiêu cực hay tích cực cũng là điều Kỷ Mùi xứng đáng được hưởng mà thôi. Sống ở đời nếu sai thì nên sửa, nếu ngã thì nên đứng dậy, nếu bị người bạc thì cười mỉm vì bớt một phần nợ, nếu bị người hại thì cứ tâm niệm rằng biết đâu ta từng phụ họ ở kiếp nào đó vô minh. Tiền chưa có dậy thì đi làm kiến tha lâu ngày rồi cũng sẽ đầy tổ. Tình chưa có dậy thì thong thả, cứ để mọi sự sắp xếp thần kỳ của cái được gọi là nhân duyên. Thế giới này từng đen tối với Kỷ Mùi, nhưng cái tối tăm đấy không phải là vĩnh hằng. Rồi trời sẽ lại sáng, rồi trời sẽ lại nắng, rồi mọi sự sẽ lại trong xanh, rồi phía xa sẽ thấy cầu vồng chờ Kỷ Mùi cho đáng những ngược xuôi, xứng với chiến đấu can trường của Kỷ Mùi suốt những ngày dài. Con giáp tuổi Kỷ Mùi tức những người sinh năm 1979 thuộc hành quả trong ngũ hành với thiên can kỷ, thuộc hành thổ biểu trưng cho sự bền bỉ, kiên định và ổn định. Kết hợp với con giáp mùi, biểu tượng của sự hiền lành, dịu dàng và tinh tế, người tuổi Kỷ Mùi mang cho mình một trái tim nhân hậu, lòng kiên trì và tinh thần trách nhiệm cao. Người tuổi Kỷ Mùi thường có tính cách hiền hòa, điềm đạm và sâu sắc. Họ là những người sống nội tâm, yêu thích sự yên bình và hài hòa trong cuộc sống. Thiên can kỷ thuộc hành thổ mang đến cho họ sự kiên định, ổn định và một tâm hồn vững vàng trước những biến động của cuộc đời. Con giáp mùi giúp họ có được sự tinh tế, nhạy cảm và khả năng cảm thông sâu sắc với người khác. Những người tuổi này thường có tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không mong cầu đền đáp. Họ luôn tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực, làm dịu đi mọi căng thẳng và mang đến sự thoải mái cho những người xung quanh. Họ yêu thích sự đơn giản, không ưa sự phô trương hay cạnh tranh, mà thay vào đó là sự ổn định và bền vững trong mọi việc. Người tuổi Kỷ Mùi có khả năng kiên trì và nhẫn nại. Họ không ngại đối mặt với khó khăn và luôn giữ vững tinh thần trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, sự nhạy cảm và nội tâm của họ đôi khi khiến họ trở nên dễ tổn thương trước những lời chỉ trích hay những biến động không mong muốn. Họ cần học cách bảo vệ bản thân, tăng cường sự tự tin và không quá phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Trong hành trình cuộc đời, người tuổi Kỷ Mùi hiểu rằng sự kiên trì và nhẫn nại là những phẩm chất quý báu, giúp họ vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công bền vững. Họ nhận ra rằng, để thực sự hạnh phúc không chỉ cần có sự ổn định và an lành, mà còn phải biết chấp nhận và học hỏi từ những thử thách của cuộc sống. Họ học cách cân bằng dưới sự nhạy cảm và sự kiên định, để có thể đối mặt với mọi biến động một cách bình tĩnh và tự tin hơn. Người tuổi Kỷ Mùi cũng hiểu rằng, cuộc sống không chỉ là về việc đạt được những thành tựu cá nhân, mà còn là về việc xây dựng những mối quan hệ chân thành và ý nghĩa. Họ học cách mở lòng chia sẻ và tìm kiếm niềm vui trong những điều giản dị hàng ngày. Họ hiểu rằng hạnh phúc thật sự đến từ sự hài hòa giữa các mối quan hệ, từ việc cho đi và nhận lại trong tình yêu thương và sự sẻ chia. Trong các mối quan hệ, người tuổi Kỷ Mùi luôn cố gắng duy trì sự chân thành và lòng trung thành. Họ là những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đáng tin cậy, luôn sẵn lòng giúp đỡ và chia sẻ với người khác. Họ biết rằng, để xây dựng một mối quan hệ bền vững cần phải có sự hiểu biết, lòng khoan dung và khả năng cảm thông. Họ luôn nỗ lực để tạo ra một môi trường hòa hợp, yêu thương trong gia đình và xã hội. Người tuổi Kỷ Mùi với sự kết hợp giữa lòng nhân hậu và sự kiên định là hình ảnh của một con người dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Trên con đường nhân sinh, họ không chỉ nhạy cảm và tinh tế, mà còn biết cách duy trì sự ổn định và bền bỉ trong mọi việc mình làm. Chính sự hòa quyện với sự hiền hòa của con giáp mùi và sự vững chắc của thiên can kỷ làm nên sự khác biệt của người tuổi Kỷ Mùi, mang đến cho họ một cuộc sống trọn vẹn, bình an và hạnh phúc. Tổng quan vận trình tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng 8 âm lịch 2024, tháng 8 âm lịch khởi đầu từ tiết khí bạch lộ, người tuổi Mùi thổ gặp tháng quý dậu. Vận trình bán hung bán cát bạch lộ là tiết khí quan trọng, phản ánh sự biến đổi lớn về tiết trời, đó là sự kết thúc của mảnh xuân và bắt đầu cho tiết trung thu. Tháng 8 âm lịch này, người tuổi Kỷ Mùi có dịch mã tọa mệnh. Dịch mã vốn là một hung thần, nó mang tới điểm xấu trong mọi mặt của cuộc sống. Nó khiến chúng ta phải chạy đôn chạy đáo, lo lắng mọi việc. Nhưng nếu tháo giác, con người sẽ có thu hoạch khá bất ngờ và hậu hĩnh. Về các vận, người tuổi Kỷ Mùi có thể hy vọng vào hạnh nhờ các tinh, mang ý nghĩa ơn huệ của nhà vua, đường cầu danh quan lộ của bản mệnh sẽ gặp nhiều thuận lợi. Theo tử vi tháng 8 âm lịch của 12 con giáp, thì thầy tử vi bật mí rằng người tuổi Kỷ Mùi sẽ trải qua tháng 8 âm lịch khá trầm lắng và chưa có bước phát triển nào đáng kể. Các kế hoạch có dấu hiệu dậm chân tại chỗ,
nhưng chính Kỷ Mùi cũng không tìm thấy động lực để thúc đẩy bản thân khắc phục tình trạng trên. Dưới tác động của cục diện nguyệt lệnh lâm suy, con giáp này có tư tưởng an phận, hài lòng với những gì mà mình đang có. Tuổi Kỷ Mùi thích dành thời gian để hưởng thụ cuộc sống hơn là cố gắng phấn đấu cho bằng người này, người khác. Hơn nữa, khi đứng trước các cơ hội, Kỷ Mùi cũng thường xuyên lo lắng, tự ti, không dám tin tưởng vào khả năng của bản thân. Tình hình tài chính dù không đến mức sa sút, nhưng cũng khó có thể phát triển. Trong tháng này, Kỷ Mùi thường xuyên thay đổi các quyết định của mình, nên công việc nào cũng dở dang, khó thu lại thành quả như ý. Việc thường xuyên chần chừ, do dự cũng sẽ khiến Kỷ Mùi bỏ lỡ những cơ hội kiếm tiền. Tuy nhiên, theo tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi cho thấy rằng tình cảm lại là điểm sáng không thể bỏ qua trong vận trình của bản mệnh. Con giáp này nhận ra xung quanh mình luôn có người yêu thương, giúp đỡ và sẵn sàng cùng mình vượt qua mọi khó khăn. Bản mệnh rất cảm động và mong muốn đáp lại đối phương một tình cảm tương tự. Quý anh chị tuổi Kỷ Mùi thân mến, thời gian qua anh chị đã vất vả quá nhiều rồi. Nếu hữu duyên được nghe những lời này, thì kênh Minh Đường Tử Vi xin phép được gửi tới anh chị một lời an ủi chân thành. Mong quý anh chị luôn giữ gìn sức khỏe. Trên trần đời đầy khắc nghiệt ngoài kia, dẫu có chuyện gì thì hãy tích cực, lạc quan quý anh chị nhé. Vì vẫn còn kênh Minh Đường Tử Vi ở đây, chúng tôi sẽ luôn lắng nghe và giúp đỡ từng câu chuyện của quý anh chị. Quý anh chị hãy đăng ký kênh để tiếp sức cho kênh Minh Đường Tử Vi có thêm động lực để giúp đời, giúp người. Kênh Minh Đường Tử Vi xin chân thành cảm ơn thiện tâm của quý anh chị. Tiếp theo ngay đây, xin mời quý anh chị đến với phần luận giải vận trình tử vi chi tiết về các phương diện cuộc sống của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng 8 âm lịch. Tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi cho thấy nguyệt lệnh lâm suy gây nhiều tác động xấu đến tinh thần và sự nghiệp của người tuổi Kỷ Mùi. Tháng này, bạn mong muốn được an phận thủ thường, chứ không muốn đấu tranh hoặc gây thù chuốc oán với bất cứ ai. Tuổi Kỷ Mùi nghĩ rằng mình đang cư xử dĩ hòa vi quý, nhưng thật ra hành động đó đang khiến bạn giận làm thui chột khả năng và chính kiến của mình. Bạn cần phải đứng lên thể hiện bản thân và quan điểm của mình đúng lúc, thì mới khẳng định được vị thế trong tập thể. Khi đứng trước các cơ hội, bản mệnh cũng nên nhắc nhở bản thân tự tin và chủ động nắm bắt hơn, đừng nên đánh giá thấp khả năng của mình. Cấp trên giao cho bạn nhiệm vụ tức là đã nhìn thấy tiềm năng nơi Kỷ Mùi. Chỉ cần Kỷ Mùi chịu cố gắng phấn đấu, bạn sẽ dần phát hiện ra những khía cạnh chưa từng biết tới của mình. Dịch mã cũng cho thấy, tháng này tuổi Kỷ Mùi chăm chỉ làm việc, không ngại xông pha, thì bạn có thể đạt được những thành tích mà đến chính mình cũng không ngờ đến. Hãy coi khó khăn, vất vả là yếu tố không thể thiếu trong quá trình rèn luyện, hoàn thiện bản thân. Xem tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi thấy rằng một số người tuổi Kỷ Mùi hoang mang với con đường tương lai, thì bạn có thể hỏi xin ý kiến của những người đi trước. Đừng vội vã chạy theo bước chân của bất cứ ai. Đồng thời, hãy dành thời gian lắng nghe suy nghĩ của chính bản thân mình. Bạn sẽ biết đâu là điều mình thật sự hướng tới. Ngoài ra, còn có dịch mã động tinh tọa mệnh. Tinh tú này đại diện cho sự thăng tiến, thay đổi, vận động và di chuyển. Có thể thấy công việc tháng này của bạn sẽ có điểm thay đổi lớn, có thể thay đổi công việc. Người làm văn phòng phải hành tẩu Nam Bắc thì công việc mới thuận lợi. Dịch mã tinh nhắc nhở chúng ta rằng, có làm chủ được vận mệnh mình thì bạn mới mong có được thành công. Nó vừa là thách thức, vừa là cơ hội, yêu cầu chúng ta phải thay đổi. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng 8 âm lịch. Tử vi tháng 8 âm lịch của 12 con giáp cho thấy phương diện tài lộc khá ảm đạm trong suốt tháng. Chủ yếu là do Kỷ Mùi thiếu đi tinh thần hăng hái, tích cực, chủ động đối diện với khó khăn khăn và nắm bắt các cơ hội. Người làm kinh tế thường xuyên chần chừ, do dự vì sợ rằng khả năng của mình không đủ. Chính vì vậy mà bạn thường xuyên bỏ lỡ thời cơ tốt vào tay đối thủ. Chứ thực tế nếu Kỷ Mùi chưa thử sức mình thì bạn sẽ chẳng thể biết khả năng của mình đến đâu. Con giáp này không nên quanh quẩn mãi trong vòng an toàn và tự hạn chế khả năng của mình. Dịch mã cho thấy, muốn kiếm được tiền về đầy túi thì tháng này Kỷ Mùi không nên sợ vất vả, bôn ba. Nhiều khi những sự cố bất ngờ xuất hiện lại là lúc bạn biến nguy thành cơ hội để khẳng định bản lĩnh của mình. Khi bạn đã gây được tiếng vang trên thị trường, thì lượng khách hàng đổ về ngay một đông đúc hơn. Tháng này,
Đồng tiền chưa thực sự dư giả thì bạn hãy chú ý hơn đến chuyện chi tiêu, tốt nhất chớ phung phí chạy theo thị hiếu của thị trường. Sức khỏe bất ổn sẽ khiến bạn phải tốn một khoản để chạy chữa, vì thế nhớ để sẵn một khoản dự phòng. Ngoài ra, mặt tài vẫn khá tốn kém, vì dịch mã động tinh sẽ đem tới điểm báo di chuyển, thay đổi. Có thể bạn sẽ phải tiêu tiền cho việc chuyển nhà hoặc đi lại khá nhiều. Muốn có được sự giàu có, chúng ta phải làm ra từ chính đôi bàn tay của mình. Tháng này, tuổi Kỷ Mùi thật sự gặp khó khăn trong việc suy tính xem mình giới chi tiêu thế nào. Bởi bạn không thích những cuộc tranh luận về tiền nong, giới Kỷ Mùi, tiền dùng để chi tiêu, nhưng chi tiêu như thế nào cần phải chi tiết và rõ ràng. Tuy nhiên, những việc bất ngờ xảy ra trong tháng lại khiến tuổi Kỷ Mùi không thể chủ động túi tiền của mình. Vì thế, điều này khiến bạn cảm thấy bức bối. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, căn cứ tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi nhận thấy sức khỏe của bạn có dấu hiệu suy giảm trong tháng 8 âm lịch này. Bản mệnh thường xuyên thấy mệt mỏi và lo lắng nên không muốn làm bất cứ việc gì. Dù không có sự cố nào lớn xảy ra, nhưng Kỷ Mùi vẫn cảm nhận được áp lực nặng nề. Con giáp này cần rèn luyện cách suy nghĩ lạc quan và tích cực hơn, như vậy thì bạn mới có thể cảm thấy khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Còn nếu lúc nào cũng đắm chìm trong những suy nghĩ bi quan, bệnh tật, thì bạn sẽ chỉ ngày càng thấy mệt mỏi hơn thôi. Nếu mắc bệnh trong khoảng thời gian này, Kỷ Mùi cũng nên chủ động chạy chữa, đừng vì sợ hãi mà tìm cách kéo dài thời gian, càng chữa bệnh sớm thì Kỷ Mùi sẽ càng khỏi bệnh sớm. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng 8 âm lịch. Căn cứ tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi thấy rằng, phương diện tình cảm lại là điểm sáng trong vận trình của người tuổi Kỷ Mùi. Trong cái rủi có cái may, bạn có thể nhận ra ai là người tốt bụng, chân thành với mình và sẵn sàng cùng mình vượt qua mọi khó khăn. Người độc thân phải đối diện với nhiều điều không như ý muốn, có những lúc bạn muốn buông xuôi, phó mặc số phận, để mọi việc được đến đâu thì đến. Nhưng chính những lúc như thế này lại có người xuất hiện, truyền thêm cho bạn động lực, giúp bạn tin tưởng hơn vào bản thân. Những việc người đó làm có thể khiến Kỷ Mùi cảm thấy rất cảm động. Bạn cũng nhận ra được những cảm xúc chân thành mà đối phương dành cho mình. Vì thế nếu có thể, hãy cho người ấy cơ hội được ở bên bạn và hiểu thêm về bạn nhé. Với những người có đôi, có cặp, Kỷ Mùi cũng nhận được sự động viên và an ủi của người ấy mỗi khi gặp khó khăn. Nhờ có đối phương mà bạn được tiếp thêm dũng khí và động lực để đối diện với những điều chưa biết trước. Bát đũa còn có lúc xô, nên gia đạo vẫn còn có chút xáo trộn, thì phi nhỏ có thể do lời qua tiếng lại mà sinh ra. Vậy nên, bản thân và mỗi thành viên hãy biết kiểm soát cảm xúc, thấu tình đạt lý, đồng lòng đồng sức để giảm sự hung hại của tháng này. Biết kính trên nhường dưới, gia đình sẽ luôn hòa thuận. Xem đến đây, chắc hẳn quý anh chị tuổi Kỷ Mùi đã nắm được cơ bản về vận trình của mình trong tháng 8 âm lịch rồi. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 8 âm lịch sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979? Thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 sẽ ra sao. Tất cả sẽ được kênh Minh Đường tử vi gán màn trong các phần tiếp theo. Đầu tiên là tử vi tuần 1 trong tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, tức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Kỷ Mùi dù không muốn tin vào sự xui xẻo mà nguyệt lệnh mang tới cho mình, nhưng quả thật trong tuần này, bạn gặp phải quá nhiều chuyện bất ngờ ngoài ý muốn, quả huyết quang rình rập, bản mệnh đi đứng cẩn thận nhé. Trong tuần, vận trình tình cảm của tuổi Kỷ Mùi cho thấy sự giằng xé trong nội tâm của bản mệnh. Bạn vừa muốn làm theo lời lý trí mách bảo, vừa sợ hãi chính những cảm xúc trong trái tim mình, sợ rằng bản thân sẽ bị tổn thương nếu mở rộng yêu đương. Xét về công việc trong tuần này thì khá ổn định vào thời điểm đầu tuần. Tuy nhiên từ giữa tuần trở đi thể hiện sự kém may mắn. Vì bị tiểu nhân che mờ mắt, bản thân tuổi Kỷ Mùi cũng cố chấp, không chịu lắng nghe lời khuyên của bất cứ ai. Tiền bạc trong tuần khi có khi không, về cơ bản không tích lũy được gì, mặc dù con giáp này kiếm được tiền từ chuyện làm ăn, buôn bán, nhưng lại xảy ra những chuyện ngoài ý muốn về vấn đề sức khỏe, nên tiền của vẫn cứ thay nhau đội nón ra đi. Quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Mão, tiểu nhân là tuổi Tuất và tuổi Thân,
màu sắc may mắn, nâu, vàng. Con số may mắn 16, 21, 30 và 57. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, tức từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 8 âm lịch. Xem tử vi trong tuần này, người tuổi Kỷ Mùi vận trình có phần khởi sắc hơn, nhất là về phương diện tình cảm. Con giáp này dễ có người thầm thương trộn nhớ mà bày tỏ tình cảm, hãy cân nhắc kỹ càng để không bỏ lỡ hạnh phúc bạn nhé. Những người tuổi Kỷ Mùi vốn có nhiều tham vọng trong sự nghiệp, nhưng không phải lúc nào cũng được như ý muốn. Dù có các tinh ở bên trợ mệnh, nhưng cũng chỉ giúp con giáp này không phải đối diện với khủng hoảng quá lớn mà thôi. Thiên ấn các tinh thể hiện sự lạc quan, sáng tạo, nhưng khi mà thương quan luôn gây sao nhãng tinh thần, thì có thể bản mệnh sẽ gặp phải những chuyện ngoài ý muốn, mắc phải sai sót không có cách nào sửa chữa mà phải trả giá thôi. Xem vận trình tài lộc của tuổi Kỷ Mùi trong tuần này. Tài lộc không ngừng đổ về nhà, thu nhập của tuổi Kỷ Mùi trong tuần chủ yếu đến từ việc làm thêm nghề tay trái, hay đơn giản là do may mắn được người khác mang tiền tới trao tận tay mình. Quý nhân, tuổi Ngọ và tuổi Tỵ. Tiểu nhân là tuổi Thìn và tuổi Tuất. Màu sắc may mắn, trắng, xanh. Con số may mắn, 44, 30, 58 và 62. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, tức từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo, tuổi Kỷ Mùi hung cát đang xen, vận trình lên xuống, vận trình công việc vừa có dấu hiệu khởi sắc thì lại gặp phải trở ngại xuất hiện. Kẻ tiểu nhân ngáng trở, khiến cho con giáp này phải rất vất vả mới có thể giữ được những gì mình đang có. Tuy nhiên, không vì chông gai mà bản mệnh mất đi sự quyết tâm và ý chí. Đường tình duyên kém sắc, đào hoa ảm đạm, người độc thân dù được nhiều người giới thiệu cho đối tượng tương xứng với mình, nhưng tình cảm khó có thể phát triển lên được thành tình yêu, mối quan hệ chỉ ở mức trên tình bạn mà thôi. Tình yêu đôi lứa nếu thiếu sự tin tưởng thì sẽ rất rất dễ bị những lời gièm pha tác động đến mình. Vì vậy, tuổi Kỷ Mùi cần phải bảo vệ tình cảm của mình trước những sóng gió. Thời điểm đầu tuần, vận trình tài lộc không may mắn cho lắm. Về cơ bản, tình hình tài chính không có dấu hiệu gia tăng, bản mệnh sẽ phải khá đau đầu trong việc cân đối chi tiêu sao cho hợp lý. Nếu không tỉnh táo và sáng suốt, có thể đưa ra những quyết định sai lầm, dẫn đến việc tiền bạc bị hao hụt. Chính vì vậy, người tuổi Kỷ Mùi cần lưu ý nhiều hơn trong chuyện chi tiêu hàng ngày, nhất là không nên dễ dàng cho người khác vay mượn tiền của mình, bởi có thể tiền ra khỏi túi là một đi không trở lại. Song, bản mệnh không cần phải quá lo lắng, bởi mọi chuyện dần được cải thiện vào cuối tuần, tài lộc có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Quý nhân là tuổi Tỵ và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn, tám, cam. Con số may mắn, 91, 55, 60 và 24. Tử vi tuần cuối cùng trong tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, tức từ ngày 23 đến hết tháng 8 âm lịch. Tử vi của tuổi Kỷ Mùi trong tuần mới cho thấy con đường sự nghiệp có nhiều áp lực, nhất là khi thất sát tinh lâm vào hãm địa. Nó đại diện cho ý chí và áp lực mà môi trường xung quanh đặt lên bản mệnh. Công việc bận rộn và có quá nhiều người đang kỳ vọng vào bạn, người tuổi Kỷ Mùi không còn cách nào khác là đương đầu và vượt qua nó. Khi làm việc, dù gặp phải khó khăn, bạn cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại, dựa dẫm vào ai. Phong cách làm việc độc lập, vững vàng, khiến bạn hơi cô độc trong đội ngũ của mình. Vận trình tài lộc vừa phụ thuộc khá nhiều vào chính đôi bàn tay của người tuổi Kỷ Mùi, bởi gánh nặng từ công việc đưa ra rất lớn, khiến tuổi Kỷ Mùi phải vác trên mình con số lớn hơn bạn tưởng tượng. Mà doanh thu, lợi nhuận cứ ngày một dồn ép, nếu có thể dùng bản lĩnh và lòng kiên cường để vượt qua thì vận tài chính của bạn mới có hy vọng. Tuổi Kỷ Mùi không thích tranh luận, đấu khẩu với người khác, phương châm sống của bạn là một điều nhịn bằng điều lành. Vận trình tài lộc của bạn không có nhiều sóng gió, bởi bạn luôn hướng tới tâm thái chi tiêu an nhàn. Tử vi tuần của 12 con giáp được dựa trên lý luận vận mệnh của 24 tiết khí, trong đó mỗi tiết khí cho một thiên can làm chủ vận, mà luôn có sự xoay vòng từ cát đến hung và ngược lại. Như vậy, các bạn có thể dự đoán được vận mệnh hung cát của mình trước một tuần. Tử vi tuổi Kỷ Mùi tuần này về vận tình duyên cũng sẽ có ít nhiều được cải thiện,
Đó là nhờ thất sát lâm hãm địa, đem tới tinh thần gánh vác rất lớn cho con người. Người có gia đình trở nên kiên nhẫn hơn trong các mâu thuẫn nhỏ nhặt hàng ngày. Người độc thân thì kiên cường và có sức hấp dẫn mà thu hút người khác giới. Người tuổi Kỷ Mùi không dễ dàng nói lời yêu hoặc thích trừ khi thật sự thích đến cực điểm. Còn nếu không muốn bạn thổ lộ là chuyện không thể, nhưng một khi quyết tâm thổ lộ thì Kỷ Mùi sẽ vận dụng hết trí não để thể hiện tình cảm. Quý nhân là tuổi Mão và Ngọ, tiểu nhân là tuổi Tý và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: cà phê, nâu. Con số may mắn: 75, 40, 92 và 18. Bí quyết cải mệnh của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng 8 âm lịch này: giữ tâm tự mình hiểu mình. Cổ nhân dạy về cách quản lý tâm quan trọng mà ta cần giữ, đó là hiểu chính mình. Khi có tâm thế này, ta càng hay quan sát những suy nghĩ trong đầu mình, không để nó lang thang vô định. Chính việc đó mà ta bắt đầu kiểm soát để loại bỏ những tâm địa xấu, khơi gợi những tâm địa tốt. Thực tế là hầu hết chúng ta thích hướng ra ngoài, thích nhận xét, đánh giá một người, một sự việc nào đó không phải của mình. Trong khi đó, quan trọng nhất là đánh giá lại bản thân. Ta quên rằng, càng hiểu chính mình mới có thể nhìn rõ được lòng người. Khi bạn trong sáng như gương phản chiếu, thì chẳng có điều gì qua mắt được bạn nữa rồi. Muốn chế ngự được người khác, đầu tiên phải chế ngự được bản thân mình. Muốn đánh giá được người khác, đầu tiên phải đánh giá được chính mình. Muốn hiểu được người khác, đầu tiên phải tự hiểu được chính mình. Những người có thể nhận biết được chính mình mới là người thông minh, bởi vì hiểu biết chính mình mới không trở nên tự cao tự đại. Bởi vì nhận biết được chính mình nên mới biết được ưu điểm của mình và cũng hiểu rõ được nhược điểm của mình. Sống là phải tự giác tu dưỡng, rèn luyện và cải thiện bản thân, trở thành một người có nhân cách, lý tưởng, nhân hậu, trung thực, lương thiện, hòa hợp cả bên trong và bên ngoài. Đó chính là phương pháp cơ bản để bạn tồn tại và hòa nhập xã hội. Quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.